nay hôm nay những người thân ai đang mô phỏng lại công việc của tổ tiên họ khi xưa. Vậy quý vị cũng biết Tây Nguyên đã đang thay đổi từng ngày và việc sản xuất ở nông nghiệp đã được cơ giới hóa rất là nhiều. Bây giờ đất cứ ở làng ở thôn chúng ta còn thấy những hoạt động này, và một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị những người đã chứng kiến các nghệ nhân Sarai tái hiện lại công việc không khí lao động của những người Sarai xưa ở tổ tiên họ trong lịch sử. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị những người luôn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Tổ tiên cuối tuần. Quý vị khán giả ủng hộ cho các nghệ nhân bằng hình thức này, và xin thay mặt cho các nghệ nhân gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của quý vị rất nhiều.